Xin chào toàn thể quý hàng đã quan tâm tới kênh chuyên phân phối đất nền Megamex Trần Thành Bình Phước của Trọng Thơ nha. Ngay ngày hôm nay thì Trọng Thơ giới thiệu tới toàn thể quý hàng về tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và hai lô nằm trên trục đường D6 lộ giới rộng 25m thông thẳng xuyên suốt dự án. Trục đường này gọi là trục đường xương cá nha quý vị, trục đường xương cá thông suốt dự án luôn. Và lộ giới, đặc biệt là lộ giới 25m, chỉ duy nhất trục đường D5 và D6 có cái lộ giới 25m tại giai đoạn 4 của khu công nghiệp và đô thị Megamex. Và chúng ta có thể thấy đường thì đang được lưu chống lún, và tất cả những cái máy móc thì đang được như là đổ vỉa hè, múc đất để lưu chống lún này, săn lấp mặt bằng này, chuẩn bị đổ nhựa trong thời gian sắp tới với hạ tầng nhanh gọn, gấp rút và chuẩn Singapore như anh Megamex. Thì Megamex là một nhà đầu tư thông minh nha quý vị, đầu tư 50% công nghiệp và 50% đất ở đô thị. Và đất của chúng ta thuộc đất ở đô thị, đất xây dựng tự do, diện tích là ngang 5 số 30, đất phun thổ. Quý hàng quan tâm tới vị trí này khi giá chỉ hơn 800 triệu một mét, hơn 800 triệu một nền hơn 800 triệu một nền. Liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại Trọng Thơ để bên dưới màn hình. Quan tâm tới vị trí đất này hãy đăng ký kênh Trọng Thơ để có những video mới nhất, những sản phẩm đẹp nhất tại Megamex Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.